Hello, xin chào anh em nha. Em là Hình đến từ kênh TikTok Hình Ô Tô Cũ và Facebook em là Hình Mát nha. Thì sáng hôm nay cửa hàng em mưa quá nè, em cũng giờ mưa ra để em like em bán luôn. Tại vì mưa quá mà không bán thì bán ế rồi. Bán ế thì thì không có thu nhập rồi về mẹ la chết. Cái con này em bán cũng còn khá đẹp nha. Bị số 83 Sóc Trăng ngay chủ nè. Anh em nào muốn sang tên thì sang, muốn ủy quyền thì ủy quyền ngay chủ nha anh em. Con này là phơm mới nè, 2-3 phơm mới. Anh em nhìn đèn, lưu ý hai cái đèn này nhìn là biết phơm mới liền ha. Xe khá đẹp, cái con nó phơm cũ á, cái con đấy bán 4 mấy triệu à. Con này là phơm mới, anh em nhìn nó xa đẹp lắm. Đó, mâm đúc nha anh em. Con này mâm đúc 4 vỏ mới ha. Để em đi sơ ngoại thất bên ngoài anh em ngó qua nha. Còn rất ư là ok ha. Con này mua về đi liền thôi, máy móc nó siêu êm, đời cao phơm mới. Nghe nhạc, âm thanh, máy lạnh, trợ lực nhẹ, 4 cái kính bấm. Và cái gì nữa ta, có trợ lực nhẹ nè. Ừ, dàn ghế cũng còn khá đẹp ha anh em ha. Trần cũng ok luôn. Anh em nhìn ha. Con này chạy dễ chạy lắm, trợ lực như nhiều à, dễ chạy lắm anh em. Anh em mua về tập lái chạy gia đình cũng ngon ha. Trong này chất xe còn đẹp anh em nhìn nè. Gầm bệ máy móc ok ha. Để nguyên cái gầm em ngó qua nè. Gầm bệ rất là ok nha anh em. Thì bên cạnh đó anh em cũng còn nhiều xe nè. Anh em 7 số 1 em ha, 7 số 2 cũng còn nhiều lắm. Anh em nào mến thì cứ alo số điện thoại nha. Xe xa em còn đi con ai cọt cái Mazda 323 nè. Anh em nào mến thì cứ alo em chia lại cho. Tí xíu rảnh cho lên sóng con này nha. Bữa giờ em mua về em dọn sơn lại, mới xong hồi sáng này. Để tí xíu chiều em rảnh em cho lên sóng lại. Con này với con 323 ha. Đó. Mua quá trời mưa luôn anh em à. Mua xe này chạy cực kỳ ngon lắm. Kem mưa che nắng cả gia đình đi, máy lạnh mắt lạnh luôn, có nhiêu đâu. Con này thì giá bán em bán này có 65 triệu thôi nha anh em, nghe chủ luôn. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha, chúc em một buổi sáng là vui vẻ nha anh em.